Em đã cố cách ly và giãn cách mình với những ồn ào. Thật luôn. Giờ em phải làm sao? Em tô màu mắt của em màu xanh, môi tròn son màu đỏ. Em không cần bước mà lăn vòng quanh. Trong một căn phòng nhỏ, Netflix từ sáng đến tối. Em thiêu đi ánh sáng mặt trời. Ăn chưa rồi xong ăn.